Thật ra là Kỳ cảm thấy là hôm nay rất là vui khi mà mình được mặc một cái chiếc đầm mà nó rất là đẹp và nó phù hợp với mình. Cho dù là cùng một màu cam nhưng mà mỗi người đều là một kiểu khác nhau, tôn vinh được cái dáng, thần thái và phong cách của người đó. Vân đang cảm thấy rất là vui và háo hức tại vì đây lại là một lần nữa hai anh có một location để diễn ra fashion show rất là đặc biệt, đó chính là Ga Sài Gòn. Bình thường này mọi người tới đây để mọi người di chuyển đến các miền đất nước thôi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ biến nơi đây thành một fashion show. Và tới nơi đây trong một cái không gian như thế này thì Linh cảm thấy rất vui, bởi vì rất là lâu rồi Linh không có đi fashion show và Linh cảm thấy rất vui khi được là một phần trong buổi ngày hôm nay. Ngày hôm nay không gì ngoài sự hồi hộp, mà chỉ ít phút nữa thôi Huawei sẽ được trải nghiệm lại tuổi thanh xuân của mình một lần nữa. Với cái không khí và với cái background là nhà ga này thì Hoa thực sự đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi gặp các bạn ở đây. Thực ra thì Huyền rất là hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên một show diễn thời trang được tổ chức tại Ga Sài Gòn, nên Huyền nghĩ là ngày hôm nay Huyền sẽ cố gắng thật là tốt để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như là góp một phần để show diễn này trở nên thật là thành công và đưa làng thời trang Việt Nam ghi dấu nhiều hơn nữa. Đặc biệt là My rất thích cái sự sáng tạo của năm nay, đó là những bông hoa được ẩn ở trong những cái lớp vải, trông vừa đẹp vừa quyến rũ và lại có sự sáng tạo khác biệt so với các năm khác. Nên mình cũng hy vọng rằng là mỗi một show của Vũ Hoàng Son để mang lại chúng ta những cái cảm xúc hết sức đặc biệt về thời trang. Mọi người thấy Phương hôm nay có xinh không? Phương rất là thích cái bộ sưu tập này hôm nay bởi vì rằng là nó làm cho Phương cảm thấy trẻ trung hơn, cảm thấy mình thực sự thanh xuân trở lại một lần nữa với outfit đặc biệt này. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay bộ sưu tập sẽ rất là đặc sắc với rất là nhiều màu đặc trưng cho mùa thu đông này. Và tiên chỉ mong chúc hai anh show diễn ngày hôm nay thật là thành công, mang lại những cái kỷ niệm thanh xuân tuyệt đẹp và hy vọng là bộ sưu tập này sẽ cháy hàng ạ. Tụi mình cảm rất là hân hứng cũng như rất là vui khi có mặt tại show diễn hôm nay và được chứng kiến những bộ cánh vô cùng lộng lẫy cũng như vô cùng sang trọng. Thì hy vọng rằng show diễn ngày hôm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp cũng như là gây được những tiếng vang lớn trong ngành thời trang Việt Nam. Chúc cho bộ sưu tập này sẽ thành công rực rỡ và viral trên tất cả các phương tiện truyền thông, rất là nhiều người biết đến bộ sưu tập này và đương nhiên là chúc cho ai cũng buôn may bán đắt và luôn luôn làm ăn phát đạt.